Sàn Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương xin kính chào bà con thân thương ở trên YouTube. Một buổi chiều ngày hôm nay, em Minh Đức đang có mặt tại căn nhà 2 lầu 1 trệt nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này diện tích 4 x 15 60m², thổ cư 100% bà con nhé. Vâng, căn nhà này vị trí thì khi bà con di rời từ căn nhà này mà ra tới Miếu Ông Cù thì nó rơi vào khoảng 1 cây số. Chợ Phú Phong đối diện bà con nhé. Nó là chợ Phú Phong đối diện. Đó, khi bà con di rời ở căn nhà này mà ra tới trung tâm trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và chợ và phường rất gần bà con nhé. Vâng, vì vậy hôm nay em Minh Đức đang là tranh thủ review lên YouTube để cho bà con thân thương của em Minh Đức đang có ý định an cư lập nghiệp thì bà con nắm bắt được cái video của em Minh Đức thì bà con cũng vui lòng cho em xin một nút đăng ký và nút tương tác để em lấy động lực đi quay những cái mẫu nhà của bên em Minh Đức đang có sẵn để gửi tới bà con thân thương an cư lập nghiệp bà con nhé. Căn nhà này diện tích 4 x 15 60m 100% thổ cư, có hướng tây bà con nhé. Vâng ạ, thì em sẽ tranh thủ để đưa bà con đi ra ngoài tham quan cái cơ sở hạ tầng và cái mặt tiền của căn nhà này bà con nhé. Đây ạ, cơ sở hạ tầng cây xanh. Đấy, đường 6m này. Vâng ạ, đường 6m, vỉa hè mỗi bên 3m này. Đường thông, bà con có thể là buôn bán kinh doanh, mở văn phòng, công ty, vân vân. Đó là ok bà con nhé. Vâng, đây là một cái mặt tiền giả cổ bà con nhé. Đây là một cái mặt tiền giả cổ rất là kỹ thuật cho cái mặt tiền của căn nhà 2 lầu 1 trệt này. Thì vì vậy bà con cùng đồng hành với em Minh Đức đi tham quan kỹ cái cơ sở hạ tầng và công năng sử dụng của căn nhà này. Bên khu vực dự án này thì bên em Minh Đức còn rất chi nhiều nhà bà con nhé. Rất chi nhiều nhà từ giờ tới cuối năm có thể là kín tắp khu vực đất này, không còn đất trống bà con nhé. Vì vậy bà con nào mà đang có nhu cầu an cư lập nghiệp thì bắt gặp được cái video của em Minh Đức, hãy cho em một nút follow. Xin lỗi ạ, hãy cho em một nút đăng ký và một nút tương tác để em lấy động lực. Và bà con thấy cái video của em Minh Đức thì em sẽ để cái tiêu đề hoặc là số điện thoại của em Minh Đức là 0968 944 993 bà con nhé. Em sẽ sẵn sàng luôn luôn, lúc nào cũng đón tiếp bà con. Bà con nào đang có nhu cầu an cư lập nghiệp thì em sẵn sàng tư vấn chi tiết cho bà con. Vâng, khi em Minh Đức bước vào trong cái cửa của căn nhà này thì đây ạ, bà con thấy đấy ạ, cửa chính của căn nhà này là một bộ cửa nhôm kính xung pha và một bộ cửa quấn Đức rất là bền bỉ và hiện đại và an toàn, an ninh nữa bà con nhé. Vâng, căn nhà này thì công năng sử dụng là phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 vệ sinh bà con nhé. Vâng ạ, đây ạ, em Minh Đức từ từ đưa bà con đi tham quan. Bà con nào đang là có ý định chọn cái hướng cho đúng phong thủy thì căn nhà này có hướng tây bà con nhé. Vâng, đây là cái phòng khách em Minh Đức đang đứng đây. Cái phòng khách này thì bà con thấy đây, rất là hiện đại. Đó, bà con tham quan này, rất là hiện đại cho cái phòng khách này, khang trang lịch sự. Đó, bà con tham quan kỹ nhá. Tất cả các thiết bị và cái tủ trang trí để tivi, rồi dán tường bằng nhựa cao cấp PVC. Đó, bà con thấy ạ, nhựa cao cấp PVC đây. Rồi cầu thang. Đó, căn nhà này rất là xinh xắn. Cái ưu điểm là đây ạ, tủ rượu bên em thiết kế cho bà con đầy đủ. Rồi khi
Em Minh Đức đi qua khỏi cái phòng khách và cái cầu thang này. Cái cầu thang thì cũng như thường lệ thôi, khi mà nhà lầu thì chắc chắn là bà con chỉ cần nhìn cái vào video của em Minh Đức, bà con đã đánh giá được là cái video và cái chất lượng của cái cầu thang nó ra sao. Sau đó là em Minh Đức tiến vào không gian nhà bếp. Không gian nhà bếp này thì rất rộng rãi đây bà con nhé. Đây ạ, em Minh Đức sẽ bật cái quạt này qua xem nào. Rồi, ok. À, không gian nhà bếp này rất rộng rãi, bà con kê bàn tròn thoải mái bà con nhé. Và có một cái hệ thống tủ chén này, kệ bếp này. Đây bà con tham quan kỹ ạ. À, tủ chén và kệ bếp. Và nơi để tủ đá rất là thoáng mát, rất là ok. Đây ạ, gầm cầu thang có thể bà con để được tủ đá luôn. Rồi, đó bà con tham quan. Căn nhà này rất hiện đại và rất sắc nét cho căn nhà này. Rồi, qua khỏi cái phòng bếp này, bà con tham quan nhé. Đây là cái phòng bếp ạ. Đó, bên em cũng vào cho căn nhà này mấy bức tranh. Khi mà treo lên thì căn nhà nó rất là lịch sự. Đó, bà con tham quan ạ. Rồi, qua khỏi cái nhà bếp này thì có cái nhà vệ sinh để sử dụng cho không gian phòng khách, phòng bếp bao trùm gia đình nhà mình sử dụng cho căn nhà này. Đó, đây. Sen thuyền, bồn cầu khối đúc, chậu rửa mặt tròn. Rồi, ok. Rồi, căn nhà này diện tích 4x15 nhưng mà thiết kế thì này có cái sân thoát hiểm đằng sau này. Hơn 1 mét một xíu ạ. Đó. Khi bà con về thì có thể là bà con làm cái hàng rào như thế này. Đó, hàng xóm người ta cũng làm hàng rào rồi. Ok bà con nhé. Rồi. Em Minh Đức đang review cho bà con tham quan căn nhà hai lầu một trệt này. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2022. Vâng ạ, nửa video em Minh Đức cũng kính chúc bà con thân thương của em Minh Đức một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc, vui vẻ bà con nhé. Rồi, ok bà con. Khi em Minh Đức review thì bà con đừng buồn. Em review thì chắc chắn là em phải review kỹ rồi, bà con yên tâm. Em review phải chi tiết cho những cái mẫu nhà bên anh em của em Minh Đức đang có và bên em Minh Đức đang có, bà con nhé. Rồi, em Minh Đức đang lên trên lầu thì khi nào mà bà con buổi tối có ngồi bên mâm cơm gia đình, bà con bật là bất động sản Minh Đức thì chắc chắn là tất cả những cái video của em Minh Đức đã có sẵn ở trên YouTube cho bà con tham quan rồi ạ. Vâng, em lên trên lầu. Em lên trên lầu bà con nhé. Đó, đây là em bước lên trên lầu này. Rồi, khi đó em quay xuống cầu thang thì bên tay trái, đầu tiên em vào bên tay trước là một cái phòng ngủ đầu tiên. Khi vào phòng ngủ thì đi qua nhà vệ sinh. Đây ạ, tất cả nhà vệ sinh đầy đủ thiết bị nhé bà con nhé. Rồi, sau đó có những gì cho cái phòng ngủ này thì bà con tham quan. Tủ áo này, giường này, nội thất phòng này đã đầy đủ bà con nhé. Không biết là nội thất của phòng kia có đầy đủ hay không thì mong rằng bà con cũng bớt chút thời gian đi cùng em Minh Đức để em Minh Đức review kỹ cho bà con tham quan những cái phòng ngủ và phòng thờ. Rồi, một phòng ngủ và hai vệ sinh em Minh Đức đã review kỹ. Bà con này bắt đầu bước qua phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì em nghĩ là chắc chắn là không có gì rồi. Đây, chỉ là một cái nhà vệ sinh và một cái phòng ngủ chưa vào nội thất bà con nhé. Một nhà vệ sinh rất VIP cho căn nhà này. Đây,
có chậu tắm này, có cái bồn tắm lòng này. Đó, bà con nha. Gạch thì bên em là nót là tới trần luôn, tất cả nhà vệ sinh. Rồi sau đó này, đây là phòng ngủ số 2 cho căn nhà này. Đó, có nhà vệ sinh khép kín. Đây là phòng ngủ số 2, bà con tham quan nhé. Và có ban công ngoài này. Thì trời cũng đang hơi mưa râm, mong rằng bà con thông cảm em không bước ra ngoài. Đây là một cái lan can của cái mặt tiền. Và bà con chỉ cần tham quan kỹ những cái chi tiết ở trong nhà. Rồi em Minh Đức đưa bà con đi lên trên lầu 2 bà con nhé. Rồi lên trên lầu 2, bà con cứ đánh là bất động sản Minh Đức, là tất cả những cái video của em Minh Đức có sẵn ở trên YouTube bà con nhé. Tối bà con về, bà con bật là bất động sản Minh Đức thì tất cả những cái video của em Minh Đức đã có sẵn ở trên YouTube. Và đồng thời bà con đang có nhu cầu ăn cư lập nghiệp mà nắm bắt được cái video của em Minh Đức thì bà con cũng vui lòng cho em xin một nút đăng ký và một nút like để em Minh Đức lấy động lực đi tri ân cùng bà con, cho bà con tham quan những cái mẫu nhà bên em đang có bà con nhé. Khi bà con bấm vào nút chuông và có chữ tất cả thì bà con nắm bắt được thông tin của em Minh Đức đưa lên YouTube thường ngày bà con nhé. Thường ngày là có những mẫu nhà mới và những mẫu nhà đẹp ở tại tỉnh Bình Dương này bà con nhé. Rồi đây là phòng ngủ số 3 đã ok. Em Minh Đức đưa bà con ra tham quan cái phòng ngủ số 4 đây ạ. Đây là một cái phòng ngủ số 4 rất rộng rãi và cũng có cái ban công ra đằng trước đó. Ok bà con nhé, cái ban công này thì em mạn phép bà con là em không ra ngoài. Rồi một cái phòng ngủ rộng rãi. Rồi sau đó là em Minh Đức lại bắt đầu đưa bà con lên trên lầu này, lầu 2 bà con nhé. Lầu 2 nhưng mà thêm một cái cầu thang này nữa là cầu thang lên phòng thờ bà con nhé. Em đi nhanh để lên phòng thờ cho bà con tham quan. Khi bà con có cái cầu thang này, cầu thang lên tới nóc luôn thì đây ạ. Đây là một cái phòng thờ. Em cho là cái phòng thờ khi em thiết kế đây là phòng thờ bà con nhé. Em bật điện lên này. Rồi ok. Đó, phòng thờ này thì nó rộng rãi ra cho bà con này. Cái bàn thờ để thờ ông thờ bà, thờ tổ tiên. Rồi ok. Sau đó em Minh Đức lại đi ra đằng sau để cho bà con tham quan cái không gian. Không gian này này, không gian bà con trồng cây. Đó, bà con phơi đồ gì đó vân vân, bà con đưa lên trên này. Đó. Và đây, bà con tham quan dùm em Minh Đức. Đây là dân cư. Bà con tham quan này. Đó, dân cư nhá. Đây, bà con tham quan dân cư nhá. Kín tóc bà con nhá. Đó, từ đây mà ra tới miếu phủ gần lắm bà con. Chỉ khoảng chưa nổi một cây số đâu. Đó, rồi ok bà con. Em Minh Đức sẽ đưa bà con xuống dưới trệt để em tư vấn sơ qua cho bà con một xíu nữa. Căn nhà này nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương, cách ngã tư Bình Chuẩn khoảng chừng đầu 2 cây số bà con nhé. Vâng, rồi cách miếu ông cụ khoảng chưa tới 1 cây số bà con nhé, gần trường chợ Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn. Đó, chợ Phú Phong, đối diện với chợ Phú Phong luôn căn nhà này. Vì vậy cho nên bà con rất tiện lợi cho khi bà con mà chuyển về căn nhà này, bà con ăn cư lập nghiệp ở căn nhà này rất tiện lợi cho bà con. Vì vậy cho nên là bà con có chần chừ gì nữa, tại sao bà con không chọn căn nhà này? Căn nhà này giá cũng rất là bình dân,
không có cao không thấp, bình dân lắm bà con yên tâm. Em Minh Đức sẽ sẵn sàng báo giá về cuối video cho bà con. Nếu bà con nào không muốn mất thời gian của bà con thì bà con cứ tua lại cái đằng sau, hoặc là bà con bấm vào dấu tích để bà con nắm bắt được tiêu đề. Tất cả mô tả em Minh Đức đã có sẵn ở trên mô tả bà con nhé, mong bà con thông cảm vì một cái video của em Minh Đức đưa lên YouTube nó rất chi là dài, nó rơi vào khoảng chừng 20 phút. Đôi khi bà con bận bịu, bà con không có thời gian coi thì bà con thông cảm. Bà con muốn biết giá thì bà con bấm vào dấu tích là nó có tiêu đề của em đã ở trên đấy rồi. Vâng ạ, thì từ đầu video tới giờ em Minh Đức cũng review rất kỹ cho bà con tham quan căn nhà 2 lầu 1 trệt nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương này. Căn nhà này là hướng Tây bà con nhé. Căn nhà này là hướng Tây, diện tích 4 x 15, thổ cư 100%, được thiết kế phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Hồi đầu video cứ tưởng là 4 nhà vệ sinh nhưng mà có nhà 3 nhà vệ sinh bà con nhé, mong bà con thông cảm cho em, nhiều khi em nhầm bà con bỏ qua. Vâng, căn nhà này bên em Minh Đức đang bán với cái giá là 4 tỷ 200 triệu. 4 tỷ 200 triệu, bên em có hỗ trợ ngân hàng lên tới 80% giá trị căn nhà này. Bà con nào đang có nhu cầu an cư lập nghiệp thì hãy alo cho em với cái số điện thoại 0968 944 993, hoặc là 0917762692. Em Minh Đức sẵn sàng tư vấn và tư vấn cho bà con kỹ cái căn nhà này. Vâng ạ, căn nhà này một lầu một trệt rất xinh xắn, nằm ở gần ngã tư Mê Ông Cù và đối diện chợ Phú Phong bà con nhé, đối diện chợ Phú Phong. Căn nhà này đường thông thoáng rất ok, vì vậy bà con chỉ cần cung cấp chứng minh hộ khẩu, giấy kết hôn cho em là em hỗ trợ lên tới 80% giá trị cho căn nhà này. Vâng ạ, vậy bà con nào đang có nhu cầu an cư lập nghiệp thì hãy alo cho em ngay bà con nhé, với cái số điện thoại 0968 944 993. Em Minh Đức sẵn sàng tư vấn cho bà con. Vâng ạ, một buổi chiều ngày hôm nay em Minh Đức review rất kỹ cho bà con tham quan căn nhà này rồi, thì bây giờ em Minh Đức cũng xin tạm ngừng video. Em chúc bà con thân thương của em Minh Đức ở trên YouTube một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc và vui vẻ. Vâng, em Minh Đức chào bà con và hẹn bà con video tiếp theo ạ.